Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam và Thế giới của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, có thể nói rằng là ngành chế biến gỗ Việt Nam là một trong những ngành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng thần kỳ trong một vài năm trở lại đây. Tính đến hết 11 tháng của năm 2018 thì kim ngạch xuất khẩu gỗ và các mặt hàng lâm sản ước đạt khoảng 9 tỷ đô la Mỹ và cả năm thì dự kiến là con số kim ngạch này sẽ có thể vượt qua mốc là 9,5 tỷ đô la Mỹ. Như vậy là nếu mà so sánh với mục tiêu 9 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu lâm sản vào năm 2020 trong chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển rừng của Việt Nam thì ngành gỗ đã có thể về đích sớm 2 năm. Ngay bây giờ thì ngành chế biến gỗ cũng đã đặt ra những mục tiêu xa hơn cho mình. Nhất là trong bối cảnh thương mại thế giới đang tạo ra sự dịch chuyển dòng đầu tư toàn cầu và tác động của hai hiệp định quan trọng mà Việt Nam tham gia sẽ có hiệu lực ngay trong năm sau, đó là EVFTA và CPTPP. Vâng, vậy thì những thách thức và cơ hội nào sẽ đặt ra cho ngành chế biến gỗ của Việt Nam? Đây sẽ là nội dung chính của chương trình Việt Nam và Thế giới của chúng tôi trong tuần này. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị khán giả hai vị khách mời sẽ có mặt trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh Hawa. Vâng, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang có gần 900 doanh nghiệp chế biến gỗ và thủ công mỹ nghệ với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Và vị khách mời thứ hai, đó là một nhà đầu tư Hoa Kỳ đã có hơn 10 năm hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu đồ gỗ đi Hoa Kỳ và các thị trường khác trên thế giới. Trân trọng giới thiệu với quý vị ông Harvey Dondero. Và một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham dự chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị khán giả, là năm nay thì có thể nói là một năm thành công của các doanh nghiệp mà sản xuất đồ gỗ của Việt Nam. Và ở thời điểm này thì có lẽ là tất cả các doanh nghiệp đều đang gấp rút hoàn thành những đơn hàng cuối cùng của năm 2018. Đồng thời thì cũng mua sắm thêm các thiết bị máy móc, đầu tư vào công nghệ để có thể chuẩn bị cho một năm sắp tới bội thu hơn. Những sản phẩm này đang được hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để sau đó đóng gói, xuất khẩu cho kịp tiến độ các đơn hàng cuối năm. Doanh nghiệp này đã có thâm niên 17 năm sản xuất các mặt hàng nội thất gỗ, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Càng về cuối năm, áp lực đảm bảo tiến độ càng tăng. Doanh nghiệp đã phải tăng cường thêm nhân lực và cho máy móc hoạt động tối đa công suất. Tới cuối năm chúng tôi còn khoảng trên 100 công nữa để phải hoàn thành để xuất khẩu. Doanh nghiệp chúng tôi năm nay dự kiến tăng trưởng khoảng 10-15% so với năm trước. Với đà tăng trưởng này thì chúng tôi cũng dự kiến sang năm cũng tăng trưởng khoảng 15-20%. Đơn hàng ngày càng lớn, đòi hỏi mức đầu tư về nhà xưởng và trang thiết bị cũng tăng lên. Doanh nghiệp sản xuất ván ép này đang phải mở rộng thêm một nhà máy thứ hai đặt tại tỉnh Bình Dương, có diện tích lớn gấp đôi nhà máy cũ. Những chiếc máy hiện đại nhất với công nghệ Nhật Bản đã được chuyển về đây. Đây là hệ thống máy ép ván gỗ của Nhật Bản mà doanh nghiệp này mới đầu tư để phục vụ cho sản xuất ngay trong 5 tháng tới đây. Với một hệ thống máy móc như thế này thì năng suất sản phẩm sẽ tăng lên gấp 3 và sẽ giảm được 10 nhân công. Đây là một trong những cái bước đi để doanh nghiệp này có thể mở rộng quy mô sản xuất ngay trong năm tới. Với những cái sản phẩm máy móc công nghệ cao này thì chúng tôi hoàn toàn có thể kiểm soát được những cái mọi cái đặc điểm về đầu vào đầu ra cũng như mọi cái thông số mà sản xuất để chúng tôi có thể đáp ứng những cái sản phẩm tốt nhất đến với những thị trường khó tính nhất. Khi chúng ta hội nhập sâu rộng phát triển những cái thị trường mới thì chúng ta phải có những cái nguồn lực mới, không những sản xuất mà ngay các cái đội ngũ kinh doanh chúng tôi cũng muốn là huấn luyện họ về cách giao tế, về ngôn ngữ, về cách tiếp cận mới trong một thị trường mới. Với đà tăng trưởng đến thời điểm này thì ước tính cả năm nay xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản Việt Nam sẽ đạt 9,3 tỷ đô la Mỹ. Nếu như điều này trở thành hiện thực thì so với mục tiêu đặt ra là 9 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu lâm sản vào năm 2020 trong chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển rừng của Việt Nam thì ngành gỗ Việt Nam đã về đích ngay trong năm nay. Câu hỏi đầu tiên xin gửi tới ông Nguyễn Quốc Khanh. Thưa ông, là theo đánh giá của ông thì kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2018 là như thế nào ạ? Cái kết quả kinh doanh của tất cả hội viên của Hawa cũng như là các hội viên trong ngành gỗ năm nay rất là khả quan. Thực ra thì ngành gỗ từ năm 2002 đều có cái tăng liên tục từ đó đến nay. Nhưng mà đặc biệt năm vừa qua đến năm nay thì cái tỷ lệ tăng nó lên tới gần hơn 16%. Đây là một cái tỷ lệ tăng rất là khả quan cho ngành.
các doanh nghiệp hiện nay đã chuẩn bị rất là căng thẳng, đặc biệt là cải tiến máy móc để làm sao phải là nâng cao cái năng suất của mình, mở rộng nhà máy. Và cái quan trọng nhất là rất nhiều doanh nghiệp bây giờ chú trọng vào việc là sẽ chuyển dịch từ hàng sản xuất OEM, nghĩa là hàng gia công, sang ODM là cái hàng sản xuất có cái hàm lượng thiết kế và chất xám ở trong. Vâng, thưa ông Harvey, là một người mà có nhiều kinh nghiệm trong việc xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam đi các quốc gia, thì ông có thể cho biết là tại sao ông lại lựa chọn Việt Nam là điểm đến để ông đầu tư sản xuất và làm thương mại trong nhiều năm qua? We chose Vietnam as an investment. First of all, I was familiar with it and familiar with Asia, manufacturing in Asia, and found Vietnam to have a wonderful legacy of hand craftsmanship, quality, and a nice and intellectually curious workforce. But more importantly, I noticed that many foreign firms were bringing their own management here. And this country is about a generation and a half old, and there were many very talented people here in Vietnamese. So I decided to start a company with totally managed and run by Vietnamese management. So we decided that was the best way and the best way to take advantage of the talent that is in Vietnam. Vâng, thưa quý vị, sau nhiều năm Việt Nam thực hiện hàng loạt các chính sách hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu gỗ, thì các doanh nghiệp của chúng ta hiện nay cũng đã rất tự tin là có thể sản xuất và đáp ứng được những đơn hàng từ các thị trường khó tính như là Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản hay là Dubai. Tuy vậy thì nếu nhìn vào chuỗi giá trị của sản phẩm đồ gỗ thì có thể nhận thấy một điểm rằng giá trị ở khâu thiết kế, khâu thương hiệu hay phân phối sẽ lớn khoảng gấp 3 lần so với giá trị ở khâu sản xuất. Tức là ví dụ như những đồ gỗ trong gia đình của quý vị chẳng hạn, nếu mà do doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta tự thiết kế, tự sản xuất với thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam, thì nếu mà khi bán ra thị trường nước ngoài thì sẽ có giá trị gấp 3 lần so với là việc sản xuất theo các đơn đặt hàng. Và câu chuyện sau đây thì chúng tôi sẽ làm rõ hơn với quý vị qua phóng sự sau. Sơn mài vốn là chất liệu hội họa truyền thống Việt Nam lại có thể mang vào đồ nội thất hiện đại. Một sự kết hợp hoàn hảo làm nên nét độc đáo riêng có cho thương hiệu nội thất thuần Việt này. Những sản phẩm trang trí nội thất sơn mài này đã có mặt trên thị trường 30 năm nay, được người tiêu dùng châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Australia và một số nước Mỹ Latin rất ưa chuộng. Bên cạnh giá trị sản phẩm, việc góp phần quảng bá văn hóa dân tộc Việt Nam là mục tiêu cao hơn mà doanh nghiệp này hướng tới. Bên cạnh cái thêu thì sơn mài, đó là hai cái lĩnh vực mà người Việt mình rất là nổi tiếng trên toàn thế giới. Đó là lý do tại sao tôi chọn sơn mài, để quảng bá cái văn hóa Việt Nam, quảng bá cái sự khéo léo của người Việt với thế giới. Nếu mình nói về thương mại, người Việt mình phải biết dùng cái gì mà khách hàng ở nước khác họ quý, họ không có, để áp dụng lên những sản phẩm mà mình muốn bán, thì lúc đó mình mới bán được giá cao. Năm định hướng giá trị cốt lõi để xây dựng một quốc gia phát triển mạnh về công nghiệp đồ gỗ bao gồm sản phẩm, công nghệ, thiết kế, thương hiệu và tính bền vững. Sở hữu 3 trên 5 yếu tố cốt lõi đó, điều mà ngành chế biến gỗ Việt Nam đang cần hiện nay là xây dựng được thị trường thiết kế và thương hiệu quốc gia cho ngành đồ gỗ. Hiện nay thì các doanh nghiệp Việt Nam trong ngành cũng đã bắt đầu hướng đến việc xây dựng hai giá trị này nhằm tạo lợi thế cạnh tranh, cũng như từng bước cộng thêm giá trị gia công truyền thống. Các doanh nghiệp Việt Nam, mình chưa có cái đội ngũ, chưa có cái lực lượng thiết kế tốt thì mình vẫn có thể thuê ngoài. Người Ý thuê người Anh, người Pháp thiết kế cho mình được thì người Việt cũng thuê người Ý, người Anh, người Pháp được. Thì tại sao không? Đó, thành ra mình yếu về phần thiết kế sáng tạo, mạnh về phần sản xuất. Nhưng mà cái đó vẫn có thể thuê ngoài được. Chúng ta phải xây dựng được một cái ngành có nội lực thực sự. Đó là một cái chuỗi cung ứng hoàn thiện. Và các cái năng lực trong chuỗi cung ứng đó phải mạnh đồng đều. Cơ hội thì nó sẽ đến và nó sẽ đi qua rất là nhanh. Theo tính toán trên thị trường đồ gỗ, 3 giá trị cốt lõi mà ngành gỗ Việt Nam đang làm tốt là sản phẩm, công nghệ và tính bền vững, thì mới chỉ chiếm lĩnh được thị trường xuất khẩu đồ gỗ với giá trị 140 tỷ đô la Mỹ. Nếu làm tốt được 2 giá trị còn lại là thiết kế và thương hiệu,
thì thị trường sẽ mở ra lớn gấp 3 lần, với giá trị thương mại đạt tới 450 tỷ đô la Mỹ. Thưa ông Khanh, là hiện nay chúng ta nhắc nhiều đến những cái vấn đề về thương mại quốc tế, ví dụ như là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung hay là những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam tham gia sẽ chuẩn bị có hiệu lực ngay trong đầu năm tới, đó là EVFTA và CPTPP. Và từ những hiệp định cũng như là từ những cái dòng chuyển dịch thương mại này thì có cái xu hướng đầu tư cũng chuyển dịch theo, và cũng có nhiều doanh nghiệp họ quan tâm nhiều hơn đến thị trường gỗ của Việt Nam. Vậy thì ông Khanh có thể cho biết là điều này sẽ đem đến những cơ hội như thế nào cho các doanh nghiệp của Việt Nam ạ? Thực ra thì chúng ta biết trong cái bối cảnh mà Trung Quốc và Mỹ đang có cuộc cạnh tranh thương mại, thì một trong những ngành mà Trung Quốc chịu thuế 10% và sắp tới có thể là 25% đó là ngành gỗ. Vì vậy cho nên việc dịch chuyển đơn hàng qua những cái nước lân cận và đặc biệt những cái nước mà đang có thế mạnh về sản xuất gỗ là Việt Nam, thứ nhì thì châu Á và hạng năm thế giới, thì đây là một cái cơ hội rất lớn không những cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong ngành gỗ mà kể cho cả các doanh nghiệp ngành gỗ của người Việt trong hội Hawa. Và cái vấn đề là các cái doanh nghiệp Việt có sẵn sàng để mà nắm bắt cái cơ hội này hay không. Thì cái mà chúng tôi nghĩ cái quan trọng nhất đối với doanh nghiệp Việt thì xưa giờ chúng ta quen làm gia công, thì bây giờ là đã đến lúc mà chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện chúng ta phải có cái hàm lượng chất xám nhiều hơn trong các sản phẩm của mình, và đặc biệt là chúng ta phải tìm cách tiếp thị sản phẩm trực tiếp tới các cái thị trường tiêu thụ, đồng thời phải có cái hoài bão đã xây dựng được các cái thương hiệu Việt trong cái ngành này, kể cả trong lĩnh vực phân phối. Nếu chúng ta biết những cái quốc gia có một cái truyền thống về thiết kế đồ nội thất lớn như Ý và các nước châu Âu, thì họ có cái truyền thống về thiết kế này là từ rất xa xưa, nó kéo cả cái chục năm. Vì vậy, để cho các doanh nghiệp Việt có thể trở thành những nhà sản xuất mà có cái hàm lượng thiết kế thì bắt buộc nó cũng phải có một cái thời gian. Nhưng mà tôi tin chắc rằng cái thời gian bây giờ nó có thể sẽ ngắn hơn, bởi vì ngày nay là chúng ta có thể sử dụng những chuyên gia của nước ngoài để hỗ trợ chúng ta trong cái lĩnh vực thiết kế, chứ không phải chỉ dựa vào cái nội lực của mình. Thưa ông Harvey, là hiện nay thì Việt Nam đang tham gia rất nhiều cái hiệp định thương mại tự do. Vậy thì trong con mắt của các nhà đầu tư nước ngoài thì ông nhìn thấy những cơ hội nào cho mình ở Việt Nam trong thời điểm hiện tại? I think that the opportunity for Vietnam is very strong right now. I think the country is I've been here long enough to understand that the country is now recognized as a player in the international trade scene. And I think it's nothing but positive now going forward. The workforce is very eager. There's enough infrastructure coming into Vietnam that it makes a wise decision to invest here at this time. I think the best is yet to come for Vietnam. Như ông Harvey cũng nói là Việt Nam sẽ có cơ hội rất lớn trong cái bối cảnh hiện nay. Vậy thì theo ông Khanh, là để cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể đón nhận được những cơ hội đó, đón nhận được những dòng đầu tư và tham gia đầy đủ vào chuỗi giá trị toàn cầu, thì theo ông sẽ cần có sự tham gia từ phía các bộ ngành như thế nào? Đương nhiên cái chiến lược mà phát triển của một ngành trong một quốc gia thì lúc nào cũng phải có sự ủng hộ của chính phủ. Thì riêng trong ngành gỗ thì vừa qua chúng tôi cũng được sự ủng hộ rất nhiều của các ngành lâm nghiệp và các bộ, đặc biệt là việc phát triển cái rừng trồng, là cái nguyên liệu rừng trồng tại Việt Nam. Mặc dầu cái số lượng gỗ mà sử dụng để mà xuất khẩu từ rừng trồng Việt Nam vẫn còn ít, nhưng mà tôi tin chắc rằng trong tương lai số lượng này sẽ tăng rất lớn và nó sẽ đóng góp rất nhiều vào cái lợi nhuận cho các doanh nghiệp Việt nếu mà chúng ta sử dụng được nguồn nguyên liệu này. Đồng thời chắc chắn chính phủ sẽ có những cái chương trình vĩ mô để hỗ trợ cho ngành, ví dụ xây dựng những trung tâm triển lãm lớn hoặc là những cái chính sách về hải quan, chính sách về thuế, tất cả để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Và đặc biệt là với những cái hiệp ước vừa rồi chính phủ đã rất tích cực để ký, thì nó cũng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt có thể tiến vào các thị trường một cách mạnh dạn hơn và với một cái tâm thế là tốt hơn. Dạ vâng ạ. Thưa ông Harvey, là vừa nãy thì ông Khanh cũng có nói và chúng tôi cũng có đề cập, tức là hiện nay thì cái giá trị về thương hiệu, giá trị về thiết kế của đồ gỗ Việt Nam thì vẫn còn thấp so với giá trị về sản xuất. Vậy thì ông có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm gì cho các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực này? Our company that we've started is known as a high-end company. So we make very high-value furniture and we understand what adds value to the consumer. And I think that one of the important things that happens in Vietnam is that through its natural
resources and its very capable workforce and a great, as I mentioned before, a great legacy of hand craftsmanship, a lot of value can be added to products. And the type of production that should go on here is more labor intensive because the labor rates are inexpensive vis-a-vis the world. And there's a lot of value to the consumer being put into the what I call the surface design of the furniture. And that is one way to differentiate. Vietnam can differentiate itself from the other countries who focus on mass production, especially as their labor rates get higher. So my advice is to stick with the possibly the lower runs and the more hand craftsmanship. But at the same time, using the machinery where necessary to increase productivity and allow the worker to benefit from that those skills. Vâng, thưa quý vị, để các sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam có thể vào được những thị trường khó tính trên thế giới thì các doanh nghiệp xuất khẩu phải đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe. Trong đó thì vấn đề về nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu là rất quan trọng. Vừa qua thì Việt Nam với Liên minh châu EU đã ký hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản, hay còn gọi tắt là hiệp định VPA FLECTI. Điều này thì đã đem lại lợi thế cạnh tranh của gỗ Việt Nam với các nước không có hiệp định VPA đầy đủ. Tập đoàn nội thất nổi tiếng châu Âu IKEA là đối tác lớn nhất của doanh nghiệp này từ gần 10 năm nay. Mặc dù Việt Nam và Liên minh châu Âu EU vừa mới ký kết hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản, nhưng yêu cầu về nguồn gốc gỗ hợp pháp đã được doanh nghiệp này và IKEA thỏa thuận ngay từ những ngày đầu hợp tác. Trước khi mình làm mẫu hoặc là phát triển sản xuất thì họ đều đặt vấn đề là mình phải chứng minh được nguồn gốc gỗ mình là hợp pháp, thì họ mới tiến tới những cái bước tiếp theo. Trong vòng khoảng 3 năm trở lại đây thì IKEA lại có yêu cầu khắt khe hơn gỗ hợp pháp nữa, nghĩa là 100% các cái mặt hàng xuất cho khách hàng IKEA đều phải đạt chứng chỉ FSC. Là FSC là bên cạnh hợp pháp còn phải cái vấn đề về chăm sóc và khai thác một cách là bền vững nữa. Để đáp ứng yêu cầu khắt khe hơn từ phía đối tác và tạo nguồn cung nguyên liệu ổn định, doanh nghiệp đã tiên phong phối hợp cùng với người dân trồng rừng gỗ nguyên liệu đạt tiêu chuẩn FSC, tức là chứng nhận quản lý rừng bền vững. Hiện diện tích rừng trồng FSC đã lên tới khoảng 3.000 hectare. Thì mình cũng có những cái chính sách như là bao tiêu thu mua tất cả nguồn gỗ của họ, rồi cho họ cho nông dân vay với lại lãi suất thấp hơn ngân hàng. Rồi mình còn hỗ trợ họ, đào tạo họ và những cái seminar về trồng giống, giống nào sẽ cho lượng gỗ nó phát triển nhanh mà chất lượng tốt. Bên cạnh sự chủ động của các doanh nghiệp, sau khi hiệp định VPA FLECTI được ký kết, Việt Nam cũng sẽ thiết lập một hệ thống để xác minh, đảm bảo gỗ nhập khẩu và sản phẩm gỗ có nguồn gốc hợp pháp. Đồng thời sẽ phân loại doanh nghiệp theo hai nhóm. Nhóm 1, tức là các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật. Nhóm này được chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh và được cấp ngay giấy phép FLECTI, đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường châu Âu. Nhóm 2 là nhóm doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật. Nhóm này sẽ phải chịu kiểm tra thực tế 20% lô hàng trước khi xuất khẩu và phải chịu trách nhiệm giải trình, sau đó mới cấp phép. Đối với những cái doanh nghiệp sử dụng gỗ hợp pháp, tất nhiên thì cái giá cả của sản phẩm của họ bán ra ở trên thị trường tốt, uy tín của doanh nghiệp đó ở trên thị trường tốt và cái cơ hội để họ có thể mở rộng ra thị trường. Theo Tổng cục Lâm nghiệp, cả nước hiện có trên 4.000 doanh nghiệp ngành gỗ, 340 làng nghề sử dụng hàng triệu lao động với năng lực chế biến xuất khẩu lên tới 25 triệu mét khối gỗ mỗi năm. Nguồn gốc nguyên liệu hợp pháp sẽ là điều kiện cần, là nền tảng cho các doanh nghiệp gỗ Việt Nam khẳng định thương hiệu tại thị trường châu Âu, cũng như nhiều thị trường khó tính khác trên thế giới. Mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm đồ gỗ nội thất thế giới sẽ được hiện thực hóa từ những bước đi ban đầu như vậy. Thưa ông Harvey, là việc mà Việt Nam ký hiệp định VPA FLECTI với Liên minh châu Âu thì sẽ tạo thuận lợi như thế nào cho các nhà đầu tư nước ngoài khi mà đầu tư tham gia vào ngành gỗ của Việt Nam ạ? The trade agreements, what they do is establish the fact that Vietnam is able to
trade on a world stage and according to the rules that are applicable to our customer countries. And I think that's very important. On the other hand, and that's very important because we deal in natural resources, you know, such as sustainable wood and so on. On the other hand, our industry has a lot of supply in the world, and the consumer is very good at getting the products we make. So the trade agreements, while setting the stage for the rules of the game, really aren't going to determine whether you're going to be successful or not. Vâng, thưa ông Khanh, thì có thể thấy rằng là việc mà Việt Nam đã ký kết VPAFLECTI cùng với Liên minh châu Âu thì cũng sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp của chúng ta để chúng ta có thể thực sự có được một nền tảng vững chắc để có thể bước ra thị trường thế giới. Ông nghĩ như thế nào về vấn đề này? Cái điều đó rất là quan trọng vì chúng ta biết là trước giờ các doanh nghiệp Việt khi xuất qua châu Âu thì phải thực hiện tất cả các thủ tục rất là rườm rà và phức tạp. Nó gây khó khăn không những cho cái người mua hàng của chúng ta mà ngay chính chúng ta và cái thời gian rất lâu. Nhưng mà với cái hiệp định được ký kết và cái hiệp định này quan trọng là vấn đề thực thi cái luật lâm nghiệp được triển khai với nghĩa toàn quốc và đảm bảo rằng cái nguồn gỗ xuất xứ thì Việt Nam thì luôn luôn có tính hợp pháp. Bởi vậy cho nên là các cái thủ tục đó gần như là không còn nữa và nó đã rút ngắn rất nhiều cái thời gian để chúng ta có thể làm thủ tục xuất hàng và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà mua hàng châu Âu, cho hàng của Việt Nam. Dạ vâng ạ. Thưa ông, là hiện nay thì chúng ta vẫn còn phụ thuộc một phần vào cái nguồn nguyên liệu gỗ nhập khẩu để hưởng ưu đãi thuế từ EVFTA và CPTPP thì nguyên liệu cũng sẽ chỉ được nhập từ các quốc gia trong khối, mà tức là những quốc gia mà đã ký kết hiệp định này với chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ phải giải bài toán này như thế nào? Là thật ra cái nguồn gỗ hợp pháp mà khai thác từ rừng trồng hiện nay trên thế giới là rất nhiều chứ không khan hiếm. Và chúng ta biết những quốc gia mà hiện nay đang xuất khẩu nhiều nhất thế giới là Mỹ và các nước Bắc Mỹ. Họ có một cái nguồn gỗ rất là dồi dào. Vì vậy, cái việc sử dụng gỗ mà để xuất khẩu trên thế giới hiện nay thì thường xuất xứ là từ các quốc gia đó. Ví dụ như Trung Quốc hiện nay, trong cái số lượng hàng họ xuất qua Mỹ thì cũng gần như 60-70%, thậm chí hơn, là dùng từ cái nguồn gỗ từ Hoa Kỳ để xuất ngược lại Hoa Kỳ. Và các nước như New Zealand hoặc các nước là Chile, Argentina, họ đều có cái nguồn gỗ hợp pháp rất lớn để mà cung ứng. Nhưng cái bài toán ở đây cho doanh nghiệp Việt là chúng ta phải tranh thủ sử dụng được cái nguồn gỗ rừng trồng của chính chúng ta để tạo ra cái giá trị gia tăng lớn hơn cho doanh nghiệp Việt Nam và đồng thời thực sự là hỗ trợ cho ngành trồng rừng Việt Nam. Đó là cái yếu tố rất quan trọng. Tôi đang thấy rằng là qua các hội thảo gần đây cũng như là các cái hoạt động gần đây của ngành chế biến gỗ thì có thể thấy rằng là hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam cũng như là từ phía các cơ quan của chính phủ thì cũng đang đặt mục tiêu là Việt Nam sẽ có thể trở thành một trung tâm đồ nội thất của thế giới trong một tương lai rất gần đây thôi. Vậy thì ông nhận định như thế nào về mục tiêu này và chúng ta sẽ phải làm gì để có thể thực hiện được mục tiêu đó? Thì tôi nghĩ đây là một cái mục tiêu mà có thể trở thành hiện thực. Bởi vì thực tế là Việt Nam hiện nay đang đứng hàng thứ 5 trên thế giới về xuất khẩu gỗ. Chỉ sau các nước tiên tiến như là Trung Quốc, là Ý, Đức và Ba Lan. Và chúng ta là hạng nhì ở châu Á và nhất Đông Nam Á. Thì với cái năng lực sản xuất như vậy thì việc kỳ vọng trở thành một cái trung tâm mà đồ gỗ của thế giới là khả thi. Nhưng mà tôi xin nhắc lại cái yếu tố quan trọng ở đây là cái trung tâm gỗ nội thất đó và đồ gỗ đó nó phải đem lại cái giá trị gia tăng cao cho các doanh nghiệp Việt. Chính là chúng ta phải sử dụng nhiều hơn cái nguồn gỗ rừng trồng của mình. Đồng thời chúng ta phải đầu tư hơn nhiều nữa cho cái công tác thiết kế và chất xám cũng như vào cái khâu phân phối trong cái ngành gỗ. Dạ vâng ạ. Và câu hỏi cuối cùng cho ông Harvey là Việt Nam cũng đang đặt mục tiêu trở thành một trung tâm nội thất của thế giới trong một tương lai gần. Vậy thì với những nhà đầu tư nước ngoài, ông sẽ có thể kỳ vọng như thế nào vào cái thị trường đầu tư của Việt Nam và ông có kế hoạch gì trong tương lai? Well, the fact is that I've made my investment, so I'm very happy to be here. But I do think that Vietnam has a very bright future and the potential is very large, especially with the movement of our industry around Asia, which is currently happening. And I think that the opportunity for Vietnam lies in the fact that as it grows, the infrastructure will grow to support this industry. And the more that happens, the more it will grow and the more it will become stable. And I think that's a very important aspect of investment, is to know that all the things that I need in my for support my investment will happen here.
what others will come in as the industry grows. So it's very important to get that critical mass and that infrastructure growing, because that will make it easier for other firms to invest here and come into Vietnam, and it'll make it easier and keep the costs down for the companies that are here. And that's a very important formula for success in the wooden furniture industry. Vâng, và một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Oh, come on. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy con số 140 tỷ đô la Mỹ đó là giá trị thị trường xuất khẩu quốc tế mà ngành chế biến gỗ Việt Nam đã và đang phát triển trong những năm qua. Vậy thì việc hướng tới con số 450 tỷ đô la Mỹ giá trị thương mại của thị trường nội thất thế giới sẽ là con đường giúp cho các doanh nghiệp của Việt Nam có thể nâng cao được năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu. Và đây cũng chính là nền tảng phát triển mạnh mẽ và bền vững trong tương lai của ngành gỗ Việt Nam, có thể đưa Việt Nam trở thành một trung tâm đồ nội thất của thế giới. Và phần bình luận trong chương trình Việt Nam và Thế giới của tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Tiếp tục mời quý vị cùng theo dõi những thông tin tổng hợp điểm báo quốc tế. Trang NNA Asia của Nhật Bản phân tích báo cáo kinh tế Việt Nam mà Ngân hàng Thế giới mới công bố. Theo đó, tỷ lệ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2018 tương đương năm ngoái là 6,8%. Ngân hàng Thế giới cũng dự báo mức tăng trưởng trong năm 2019 là 6,6%, năm 2020 là 6,5% khi sức cầu trên thế giới giảm sút. Giai đoạn 2016-2018, tăng trưởng kinh tế Việt Nam trên đà hồi phục. Tuy vậy, cải thiện chất lượng tăng trưởng vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra. Nền kinh tế tăng trưởng chủ yếu vẫn dựa vào vốn. Điểm tích cực là mặt bằng lãi suất duy trì ổn định, lạm phát và tỷ giá được kiểm soát là tiền đề cho ổn định vĩ mô và tăng trưởng. Báo China Times của Đài Loan, Trung Quốc đưa tin, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của hãng hàng không Vietjet Air, là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong danh sách những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2018 do tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn. Trong danh sách này, CEO của Vietjet Air xếp thứ 44, tăng 11 bậc so với năm 2017. Thủ tướng Đức Angela Merkel đứng đầu danh sách, tiếp theo là Thủ tướng Anh Theresa May và Chủ tịch Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Theo Forbes, năm 2017, tài sản ròng của Chủ tịch Vietjet Air vào khoảng 1,9 tỷ đô la Mỹ và ước tính năm 2018 đã tăng lên 2,6 tỷ đô la Mỹ. Trang The Guardian của Anh đăng bài giới thiệu về tour tham quan ngắm voi trong môi trường tự nhiên tại vườn quốc gia York Don của Việt Nam. Theo đó, du khách có thể nhìn ngắm voi đi lại tự do trong môi trường sống tự nhiên, thay vì trải nghiệm ngồi trên lưng chúng. Tour tham quan này là kết quả đầu tiên trong dự án Vì động vật và du lịch do Vườn Quốc gia York Don kết hợp với Tổ chức Động vật Châu Á thực hiện tại Việt Nam. Dự án này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của những con voi và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, thú vị hơn cho du khách. Trong 5 năm tới, mô hình mới này được hy vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu các con voi cũng như thu hút các công ty du lịch khác tham gia thực hiện. Trong năm 2019, Đà Nẵng sẽ là điểm đến mới thay thế cho Thái Lan, là tiêu đề một bài viết trên trang IOL của Nam Phi. Đà Nẵng là thành phố biển nằm ở miền Trung Việt Nam, nổi tiếng với những bãi biển đẹp và di tích lịch sử. Đà Nẵng là thành phố lớn thứ tư của Việt Nam, sở hữu khoảng 30 km đường bờ biển tuyệt đẹp. Ngoài các bãi biển, đến với Đà Nẵng, du khách còn được khám phá các hang động, đền chùa ở khu vực núi Ngũ Hành Sơn, hoặc đi cáp treo lên khu vui chơi tại núi Bà Nà. Những địa điểm hấp dẫn khác có thể kể đến như bán đảo Sơn Trà hay đèo Hải Vân đối với những du khách thích khám phá bằng xe máy. Và chương trình Việt Nam và Thế giới tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV Focus. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.